Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên sản phẩm bên mình. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đĩa sản phẩm là Samsung. Con này là Samsung A70 các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay, các bạn, là con A7-2018. Tối hôm nay thì mình về được hai cây là Samsung A7-2018 ạ. Đấy, A7-2018 tối nay về được hai cây các bạn nhé. Hai cây Samsung A7-2018. Hai cây Samsung A7-2018. Đấy. Hai cây sản phẩm Samsung A7-2018 nhá. Hai cây. Đó. Hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng các bạn nhé. Hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng đây. Này, máy đẹp còn 90% các bạn nhé. Máy mình bên mình đẹp còn 90% đây. Đấy. A7-2018 của nó là 3 camera này, một đèn flash. Thì cấu hình con này thì cho mình cấu hình con này mình sẽ đọc cấu hình cho các bạn nhé. Con này là phiên bản là RAM 6GB. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này là đang chạy hệ điều hành có nghĩa là Android 10 các bạn nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. A7-2018 phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng. Hình thức còn 90% các bạn nhé. Đấy. Và con này thì là mình sẽ xem bên này con này là bao nhiêu ghi nhé. Nói chung là bọn này dùng các bạn cũng dùng cũng thích lắm. Đấy. Đấy, con này là phiên bản là RAM gì nhỉ? Con này là RAM 4 bộ nhớ 64 nhé. Con này sẽ là RAM 4 bộ nhớ 64 này. Có hai phiên bản mà. Con này là RAM 4 này, bộ nhớ 64GB này. Đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là rẻ hơn là 200k nhé. 2.800.000 đấy ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7-2018 bản công ty, hai sim hai sóng này, các bạn liên hệ mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình các bạn nhé. Đấy. Thì vợ ở xa thì các bạn mà không biết địa chỉ cửa hàng mình ấy. Ở xa thì các bạn không biết địa chỉ cửa hàng mình thì các bạn có thể là nhắn tin cho mình thì mình sẽ gửi vị trí địa chỉ cửa hàng cho mình đây nhá. Đấy, mình sẽ định đây. Đấy. Mình sẽ bật cái này lên một tí. Đây. Đấy. Và ở xa nào muốn đến cửa hàng mình thì mình sẽ gửi cho các bạn chia sẻ các bạn vị trí. Đây các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình nhé. Đấy. Để giao lưu trao đổi mua bán đây. Đấy, Văn Phú Mobile này. Các bạn search trên map này. Các bạn search trên Google các bạn cứ gọi là Văn Phú Mobile đây. Đấy, thì là ra luôn là cái cửa hàng, những địa chỉ cửa hàng mình nhé. Đấy. Thì rất là đơn giản, các bạn lên Google bây giờ search các bạn ra thôi. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7-2018 các bạn nhận hàng là sớm nhất nhá. Thì hàng bên mình thì các bạn yên tâm, thì bên mình thì có lỗ được một tuần và bảo hành là 6 tháng. Ví dụ các bạn nào ưng sản phẩm nào mình các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Còn các bạn nào mà đã tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, chuyển tiền trước cũng nhận hàng cũng được. Thì các bạn nói chung là rất nhiều hình thức, các bạn là nếu mà chọn hình thức là nhận hàng thanh toán ấy, kiểm tra hàng thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc trước cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng là sản phẩm bên mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Đấy, tất cả bên mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn, nhưng các bạn yên tâm về giá cả. Đây. Tiếp theo đấy là mình hôm nay về được con gì nhỉ? Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được một con là A50 này và một con là con A70 các bạn nhé. Thì mình sẽ giới thiệu con A70 trước cho các bạn này. Đấy. Con này bây giờ cũng lên Android 10 hết rồi này. Đây, A70. A70 thì mình sẽ nói sơ cua qua con A70 này. A70 này thì là màn hình của nó gì nhỉ? Màn hình con này là màn hình là 6.7 inch nhé.
Màn hình con A70 là 6,7 inch. Con này là Full HD cộng các bạn nhé. Cấu hình của nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Đấy, con này còn chưa lên Android 10 luôn. Các bạn có thể là lên Android 10 tùy ý nhé. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Pin con này là pin 4500mAh nhé. Con này thì chạy chip Snapdragon 675. Đấy. Đây, còn các bạn là muốn lên Android muốn kích vào cần mềm phần mềm đây. Cái này mình đã cài, bây giờ các bạn kích vào cài đặt ngay thì mình sẽ lên Android 10 luôn cho các bạn nhé. Đấy, mình đang lên Android 10 luôn cho các bạn. Đó. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất này. Màn hình thì là 6,7 inch Full HD cộng. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Trên thị trường đang bán mới với giá là hơn 7 triệu các bạn nhé. Đấy, trên thị trường đang bán mới là hơn 7 triệu đồng. Và con này thì bên mình đang bán cũ cho bạn với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá là 4 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu sản phẩm là Samsung A70 các bạn nhé. Đấy. A70 đấy. Màn hình 6,7 inch. Đấy. Tràn viền rất là đẹp nhé các bạn nhé. Ba camera, một đèn flash đấy ạ. Đấy, mình đang cập nhật Android 10 cho nó này. Đấy, màn hình thì như là tràn viền giọt nước đấy ạ. Nhưng mà cái điểm yếu của giọt nước này các bạn như thế nào ạ? Tại vì tất cả thì mình cũng bán cũng khá nhiều rồi. Những sản phẩm mà Samsung mà giọt nước này. Đấy. Samsung thì mình bị thấy bị ít, nhưng mà sản phẩm Redmi hay là Oppo ấy hoặc là các kiểu ấy, thì mấy cái điểm yếu của màn hình giọt nước ấy, các bạn biết điểm yếu gì không? Tại vì cam trước của nó ấy, cam trước của nó thì hay bị bụi vào các bạn nhé. Tại vì cái giọt nước thì nói camera nó kiểu nó sát cái màng loa đây này. Thứ nhất là cái màng loa đây các bạn, mà nếu mà các bạn mà làm bên xây vữa xích số vaxi ấy thì cái lâu ngày các bạn dùng lâu ngày cái bụi của cái mạt cát các kiểu nó sẽ chui vào đây, sẽ là phải mở camera này các bạn thỉnh thoảng. Nếu bạn nào mà bên xây dựng ấy, bạn ngồi trong nhà thì không sao, các bạn bên xây dựng ấy thì các bạn phải đi vệ sinh lau chùi camera. Đây. Samsung nó cũng bị, nhưng mà cái tỷ lệ Samsung thì nó kín hơn. Đấy, hay bị bụi lắm. Mình ở nhà đây thì mình cũng vệ sinh rất nhiều cho sản phẩm là màn hình giọt nước. Màn hình giọt nước thì đẹp thôi, nhưng mà mỗi tội cái điểm yếu của nó là hay bị bụi camera các bạn nhé. Lâu lâu thì các bạn muốn đẹp máy các bạn phải đi vệ sinh nhé. Samsung thì mình thấy bị ít vào hơn, nhưng mà sản phẩm mà Oppo, Redmi thì hay bị vào nhé. Nói chung là các bạn tùy các bạn làm bụi thôi, còn bình thường thì cũng khó là vào nhé. Thì họ sản xuất thì cũng tính rồi thì cũng khó là vào đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 thì các bạn nghe hàng liền sớm nhất nhá. Đấy, giá chỉ với giá là 4 triệu đồng. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì, tự nhiên mất thêm hơn 3 triệu đồng nữa. Đấy, hơn 3 triệu đồng thì các bạn có thể là mua thêm một cái máy nữa, cũ nữa, về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu, bà xã rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 thì các bạn nghe hàng liền sớm nhất nhá. Đấy, nhiều khi của tốt không bằng mốt mới đâu, nên là các bạn cứ đi mua cho mình là mốt mới đi. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con A50. A50 thì nó không khác gì A70, thì nó nhỏ hơn một chút nhé. Cũng là 3 camera, một đèn flash đấy ạ. Nó nhỏ hơn thôi. Màn hình thì nó là hơn 6 inch nhé. Đấy. Con này cũng là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Đây mình sẽ xem là A50 cho các bạn này. A50 này. Đấy, mình sẽ xem là A50 cho các bạn nhé. Đấy, màn hình con này thì là màn hình con này là gì nhỉ? 6,4 inch Full HD cộng. RAM con này là RAM, mình sẽ xem là RAM bộ nhớ bao nhiêu GB. Con này cũng lên Android 10 các bạn nhé. Con này là phiên bản là RAM 4GB này, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này đã được cập nhật lên Android 10, pin thì 4000, có sạc nhanh. Con này thì chạy chip Exynos các bạn nhé. Đấy. Nói chung là A10, A50 với A70 thì rất nhiều tính năng này. Mở khóa thì nó có rất nhiều này. Vân tay của nó thì là âm ở màn hình nhé, các bạn dùng rất là thích. Đấy, vân tay của A70, A50 thì nó vân âm màn hình dùng rất thích. Đây. Cái này còn mạng hay sao? Mình quên mình chưa bật mạng. Đấy. Này, âm màn hình này. Con này thì mình bật mạng quên. Ôi giời, con này đó. Nó kiểu khóa đây. Vân tay với âm màn hình rất là ok, vân tay này, khuôn mặt này.
Đấy, nó rất nhiều tính năng. Đấy, nói chung là rất thích lắm. Đây, mở khóa rất là nhanh. Con này mình chưa bật mạng nhé, bật mạng thì mình cài. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, màn hình là 6,4 inch. Đấy, hình thức con này còn 90% các bạn nhé. Này, con này khách hôm nay khách thanh lý cho mình xong. Đấy, mặt lưng thì hơi phải phẩy một chút thôi. Mặt lưng thì hơi phải phẩy một chút. Đấy. Con A50 màu trắng này thì bên mình đang bán các bạn về giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Bên mình đang bán các bạn về giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, rất nhiều anh tìm đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50 thì các bạn nhé, hàng là sớm nhất nhé. 3 triệu đồng đấy. A70 thì là 4 triệu đồng nhé. Rất là rẻ cho các bạn ạ. Đây, mình đã loạt giới thiệu Samsung cho bạn đi. Còn những sản phẩm khác thì mình tính sau. Đây. Samsung Z7 Bright. Z7 Bright thì hôm nay mình vừa mới về được hai tên màu đen nhé. Đấy, Z7 Bright hai tên màu đen này thì là hai tên này là bản công ty nhé. Hai tên Samsung Z7 Bright này, hai con này là bản công ty. Hai SIM hai sóng nhé. Đấy. Con này là Z7 Bright. Con này là bản công ty, hai SIM hai sóng. Con này cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB và hỗ trợ là thẻ nhớ ngoài, một thẻ nhớ ngoài. Con bản công ty này thì nó thật với các bạn, Z7 Bright này thì nó thật với các bạn là quá trâu bò luôn. Màn hình của nó là màn hình là 5,5 inch. Đấy. Pin là hơn 3000. Hình thức là máy còn 90%. Đấy. Z7 Bright bản công ty màu đen này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 1.600.000. Máy công ty các bạn nhé, không phải là máy hàn nhé. Máy công ty 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán bạn giá là 1 triệu 600k một con. Rất là rẻ Z7 Bright đấy ạ. Nói thật với các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân những sản phẩm này thì khỏi phải chê luôn. Samsung thì hỗ trợ phông chữ cực kỳ là to nhé. Đây. Hình thức cũng khá là ok đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Bright này, tặng ông bà, bố mẹ, người thân, các bạn ra hàng mình sớm nhất nhé. Nhà mình về hôm nay hai con màu đen các bạn nhé. Màu gold thì mình đang tạm thời hết nhé. Nhiều bạn hỏi màu gold lắm, mình đang tạm hết này. Đây. Đây, nhà mình có con lót con này là con 5S con iPhone 5 nhé. iPhone 5 chống cháy. Con này thì 700k các bạn nhé. iPhone 5 chống cháy 700k đấy. Đây, iPhone 5 thường các bạn nhé. iPhone 5 thường các bạn dùng cho bạn mà chống cháy này. Đây, iPhone 5 thường này. iPhone 5 thường thì con này mình sẽ bán cho bạn với giá là 700k dành cho bạn học sinh về chống cháy nhé. Rất là ok. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường các bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhá. 700k đấy. Đấy, cho các bạn học sinh rất ok. Và đây. Hôm nay nhà mình về được là mẫu con này là gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Fami nhá. Đấy. Mattel Fami nhá, máy này dành cho người già, người cao tuổi nhá. Ví dụ nhà các bạn mà có bố mẹ mà tuổi cao mắt kém ấy mà không dùng được những sản phẩm mà gì nhỉ? Không dùng được những sản phẩm mà điện thoại cảm ứng này nhá. Đây, rồi không dùng được những sản phẩm điện thoại cảm ứng này thì các bạn có thể là mua những sản phẩm này về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là ok nhé. Quên mình chưa tháo pin nữa các bạn này. Này, con này thì dụ nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ hoặc là mà dù không dùng được những máy sản phẩm cảm ứng này, các bạn có thể là mua con bàn phím này về cho các ông bà bố mẹ dùng nhé. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 450k. Đây, con này thì hai SIM, hai sóng, một thẻ nhớ. Loa thì cực kỳ là to nhé. Đấy, và có hỗ trợ đèn flash này. Đây, khóa nhanh và đèn flash. Đây có khóa nhanh này và đèn flash này. Các bạn mà dòng số to là các bạn bấm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó kêu rất là hay nhé. Pin rất là khủng nhé. Con này thì bên pin mình đang để ngoài kia mình chưa lắp vào. Hàng này là hàng mới 100% nhé. Đấy. Con Mattel này dùng rất là thích. Mình bán ở cửa hàng cực kỳ là nhiều. Bên mình đang bán các bạn với giá là 450k. Đấy, rất là rẻ. Tội gì mình không mua về tặng ông bà bố mẹ người thân. Rất là rẻ nhá. 450k con Fami 12 này nhá. Rất là rẻ. Như con này lên Android thì sao? Đây. Mình vừa lên Android 10 thì sao? Nhanh lắm. Mình biết lên Android 10 chưa? Chưa. Chắc phải cập nhật tiếp này. Nói chung là nhiều bản cập nhật lắm. Đây. Các bạn kích vào cập nhật đây. Đây. Đấy, nói chung là các bạn đây. Rất nhiều.
đây. Đấy. Lại đang cập nhật tiếp đây. Nâng cấp U2 với Android 10 đấy. Đấy, các bạn nếu muốn ấy thì các bạn cập nhật thêm lần nữa nhé. Muốn Android 10 thì lên được, nói chung là lên để trải nghiệm cũng được mà. Đấy, bạn nào thích sản phẩm này tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, lót 5 thì hôm nay nhà mình về, hôm nay như tối nay nhà mình về được hai con. Một con màu, con này là con màu xanh đen nhé. Đấy, con màu xanh đen này. Và con này là một con màu xám nhé. Này, lót 5 màu xám đấy. Đấy. Đây. Lót 5. Lót 5 thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì màn hình con này là màn hình là 5,7 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé. Cái lúc thời điểm nó mới ra là hơn 20 triệu. Đâm mà Samsung thì tối ưu hóa rất nhiều. Hình thức là máy còn 90% các bạn nhé. Lót 5 này ạ. Lót 5 thì bên mình thì tất cả lót 5 bên mình thì làm màn hình đẹp. Không ám ố hay không lưu ảnh gì nhé. Bọn này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu 1 nhé các bạn nhé. Lót 5 thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu 1 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 5 này các bạn đang được sớm mất nhé, sớm nhất nhé. Lót 5 thì có hỗ trợ cái bút này. Các bạn mua về, các bạn mà tặng ông bà, bố mẹ, người thân mà viết lách này rất ok. Này, này, cái này là gạch gì. Nó không tính năng mà xóa như ở Lót 8. Này. Đấy, các bạn thể ký, các bạn nhà các bạn có em nhỏ mà thích học ấy, mà thích vẽ ấy, thì các bạn mua sản phẩm Samsung Note 5 này về tặng các em nhỏ rất là ok nhé. Đây, con này màu xám này, bên mình đang bán bạn giá là 2 triệu 1, màn hình đẹp không ám ố nhé, rất là rẻ. Note 5 thì thời điểm này rất là rẻ thì các bạn nhanh tay xuống tiền để mua Note 5 đi ạ, rất là ok ạ. Đây, con này thì màu xanh đen. Đấy, bạn nào thích màu nào thì các bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhé. Giờ làm việc thì mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng. Mong các bạn đừng như mình gọi mình sớm quá hoặc là muộn quá nhé, thì mình sẽ không nghe máy kịp được các bạn nhé. Đây. Đây, hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Vinmart B3 nhé. Đây, Vinsmart đây. Vinsmart, con này là B3. B3 của nó thì là đây, một camera này và một đèn flash. Màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch. Đấy, Vinmart B3, con này rất là to nhé. Đây. Máy khách vừa cắm hết hạn xong. Đấy, Vinmart B3 đấy. Pin rất là khủng. Đấy, đây. Cấu hình của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, 2 SIM 2 sóng nhé. Vinmart B3, màn hình thì là 6 inch HD cộng đấy ạ. Pin của nó thì là, pin của nó là gì nhỉ, mình sẽ xem. Pin nó là 3.000 các bạn nhé. Pin thì 3.000. Con Vinmart B3 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy, con này thì là máy đẹp như mới luôn. Các bạn chỉ thiếu hộp là thành máy mới nhé. Đấy, sản phẩm, tất cả sản phẩm bên mình thì có tặng kèm sạc nhé. Có kèm sạc. Ốp thì nhà mình không bán thì mình cũng không có ốp để tặng các bạn ạ. Này, các bạn nào thích thì các bạn thể là mua về nhà, mua cho mình một cái ốp rất là cực kỳ là cute. Con Vinmart B3 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng. Các bạn có thể là mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân rất là ok nhé. Vinmart này thì bảo hành rất là tốt. Tại vì mình ở Hà Nội thì mình cũng đi bảo hành cho khách ở khu vực mình rất là nhiều. Nói chung là bên Vinmart họ bảo hành cực kỳ là tốt. Hàng Việt Nam thì bảo hành cực kỳ tốt các bạn nhé. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về là con này là con gì nhỉ? Mình sẽ xem con này là con máy gì đây này. Mình sẽ xem con này là gì. About phone này. Con này là Redmi C2. Redmi C2 của nó là RAM 2GB này. Bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Redmi C2 thì hình thức con này cũng còn độ 85% nhé. 85%. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình thì cũng là hơn 6 inch. Đây ạ, tràn viền đấy ạ. Đấy. Tràn viền, giọt nước tràn viền đấy ạ. Tràn viền. Con này thì là kính cam của nó thì hơi bị xước một tí thôi. Kính cam của nó thì hơi bị xước xước một tí đấy ạ. Này. Kính cam của nó thì hơi bị xước một tí. Kính camera của nó thì hơi bị xước một tí nhé. Đấy. Nhưng mà không ảnh hưởng đến gì đến chính năng chụp ảnh các bạn nhé. Đấy. Đây. Camera thì vẫn bình thường nhưng không chụp ảnh, chức năng chụp ảnh nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.100.000 nhé. 1.100.000 nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm con Redmi C2 này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá.
bên mình đang bán bạn giá là 1,1 triệu. Các bạn mua về chống cháy, là máy phụ tặng ông bà bố mẹ người thân rất ok ạ. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc, con này là chiếc gì nhỉ? Đấy, con này là Samsung S7e. Con này là phiên bản một sim nhé. Con này là phiên bản Mỹ một sim này, T. Bản T Mobile là bản Mỹ một sim. Đấy, con này là S7e bản Mỹ này. Bản Mỹ một sim. Con S7e này thì màu bạc nhé các bạn nhé. Máy còn khoảng độ 90%. Mặt sau thì khách cũng có bọc ni lông này. Đấy, mặt sau thì khách cũng có bọc ni lông này nhá. Đấy, mặt bao bọc ni lông, các bạn bóc ra thì đẹp như mới luôn. Còn 90%. Con S7e, con này là phiên bản Mỹ nhá. Thì là tình trạng con này thì là màn hình của nó thì bị hơi bị ám một chút xíu xíu dưới đây thôi. Đấy, ám một chút xíu xíu dưới đây thôi các bạn nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2,300,000 các bạn nhé. Đấy, còn phiên bản Mỹ này thì bên mình đang bán với giá là 2,300,000. Con này thì hơi bị ám chút dưới đây thôi. Bên mình đang bán bạn với giá là 2,300,000. Đấy, S7e Mỹ nha. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn liên hệ mình sớm nhất nhé. Đấy. Một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Đấy. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng, các bạn yên tâm nhé. Đấy, mọi lỗi ABC các bạn có thể gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để mình bảo hành các bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.